Hello mọi người, đây là một căn góc hai mặt tiền khu Phú Mỹ Hưng và chủ nhà kẹt tiền nên bán lỗ 30% và khu dân cư này nằm cùng với lại căn nhà của Đoàn Dĩ Băng. Mọi người cùng với bước xuống khám phá về căn biệt thự góc ba mặt tiền này nhé. Và đây là một cái view cực kỳ xuất sắc từ trên cao cả nhà. Ở đây thì mình có thể nhìn trực diện ra sông Đồng Nai luôn. Một căn biệt thự thiết kế theo phong cách Pháp tân cổ điển, và đây là một không gian sân vườn, mình có thể làm một cái hồ cá koi ở đây nha cả nhà. Bên trong không gian của căn nhà khá rộng rãi. Với căn nhà này thì mình có thể thiết kế được 4 phòng ngủ, một phòng giải trí và một phòng thờ luôn cả nhà. Một không gian khá rộng rãi, thoáng mát để cho anh chị thiết kế thành một căn biệt thự căn góc hai mặt tiền thoáng mát nha anh chị. Và đặc biệt ở đây thì mình có thể thiết kế thành một cái phòng nghỉ ngơi giải trí từ trên cao với một cái tầm view gọi là triệu đô cả nhà. Một tầm view rất là đẹp, nhìn ra quang cảnh xung quanh rất là thoáng mát. Và như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì công viên nè, hồ bơi và tất cả những tiện ích đã lên gần như là 100%, cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Gần đây thì bên Phước Sửu cũng có giao dịch khá nhiều về khu này, bởi vì đây là một thương hiệu khá nổi tiếng của Phú Mỹ Hưng. Gần đây thì những sản phẩm thấp tầng của Phú Mỹ Hưng rất là ít. Quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn góc ba mặt tiền này thì inbox ngay cho Phước Sửu nha, để lấy nhiều thông tin hơn nữa về dự án Phú Mỹ Hưng này và đồng thời chọn cho mình một căn biệt thự khá đẹp tại khu này nhé.